cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại thị xã Chân Thành vào trưa ngày 9 tháng 3. Người gây án là Nguyễn Đức Thiện Tâm, sinh năm 1977, quê ở Tiền Giang, còn nạn nhân là chị Hát, vợ cũ của Tâm. Tại cơ quan công an, theo lời khai ban đầu, Tâm và chị PTKH sinh năm 1978, quê Đồng Tháp, từng là vợ chồng và có con với nhau, hai người con. Sau khi ly hôn, hai người con ở cùng chị Hát tại tổ 8, khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Còn Tâm ở tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tâm thừa nhận, mặc dù đã ly hôn, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc và có nói chuyện. Trong thời gian này, hai người xảy ra mâu thuẫn, bực tức Tâm đến tìm chị Hát để giải quyết. Đầu giờ chiều 9 tháng 3, Tâm chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh lên Bình Phước gặp vợ cũ. Trước khi đi, Tâm đã chuẩn bị dao ngắn và dao rựa dài. Tại đây, lời qua tiếng lại Tâm dùng rửa chém liên tiếp nhiều nhát vào người vợ cũ khiến người này tử vong tại chỗ. Như đã đưa tin, trước đó mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh một người đàn ông đánh người phụ nữ ngay bên đường. Thấy vậy, người dân chạy lại can ngăn thì bị đối tượng này hù dọa. Người đàn ông này còn chạy lại xe máy lấy một con dao rửa tiếp tục chém người phụ nữ đang bò dưới đất. Thấy đối tượng quá hung hăng nên người xung quanh không dám chạy lại can ngăn mà dùng ghế nhựa thang cây dài ném người đàn ông. Trong video còn có một đứa bé chạy lại can ngăn quỳ lại nhưng người đàn ông này vẫn không dừng lại mà tiếp tục chém người phụ nữ. Đến khi người phụ nữ nằm bất động thì người đàn ông này mới bỏ đi sự việc được xác định xảy ra tại một con đường ở phường hưng long thị xã chân thành tỉnh bình phước từ video một số người đã cho rằng đây là vụ hỗn chiến tuy nhiên theo lãnh đạo công an tỉnh bình phước đây không phải là vụ hỗn chiến như mạng xã hội chia sẻ mà là chồng sát hại vợ cũ đối tượng đã đến công an đầu thú ông nguyễn yên chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắc cấm thành phố con tum tỉnh con tum cho biết cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ việc nam giới đã tử vong, bị cháy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 8 tháng 3, người dân bàn hoàng phát hiện một xác chết bị cháy ở thôn chính xã Đắc Cấm, trên bãi đất trống. Ngay sau đó, người dân đã báo với chính quyền địa phương tới hiện trường điều tra làm rõ. Tại hiện trường, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, nên cơ quan công an chưa xác định được danh tính thân nhân. Đặc biệt, trên cơ thể của nạn nhân này không còn dương vật ông yên nói hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ và địa phương vẫn đang chờ kết quả trường hợp không có người nhà tới nhận địa phương sẽ mai táng nạn nhân theo quy định theo bà lê thị sáu người dân có mặt tại hiện trường ban đầu mọi người trong thôn thấy khói bốc lên nhưng ít nên tưởng có ai đốt rác sau khi thấy cháy lớn khói nghi ngút trong rừng cao su một vài hộ dân mới chạy lên dập lửa vì sợ đám cháy lan sang các nhà khác lúc này mọi người vẫn chưa biết có một thi thể trong đám cháy Ông thuộc chủ vườn cao su, người trực tiếp phát hiện thi thể cho biết, nghe tin có cháy ở ngoài vườn cao su, liền báo con trai đi dập lửa. Vì sợ lửa chưa tắt hẳn nên ông đã ra vườn kiểm tra lại một lần nữa. Ông thuộc chưa hết bàng hoàng kể lại. Trong lúc rọi đèn pin kiểm tra, tôi tá hỏa phát hiện thi thể bị cháy đen nói trên. Lúc đó tôi thần hồn, nát thần tính. Chạy thẳng lên Ủy ban Nhân dân xã Đắc Cấm để báo chính quyền địa phương về vụ việc. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, đồng thời thông báo tìm người nhà và thông tin của nạn nhân. Thông tin từ Công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hoàng, 29 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Cùng bị khởi tố với Hoàng để điều tra hành vi trên là Nguyễn Thái Hùng, 40 tuổi, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Theo thông tin ban đầu, dạng sáng ngày 19 tháng 2, Hoàng đi xe máy từ tỉnh Thái Bình sang tỉnh Nam Định với mục đích tìm đến các đình đền ở tỉnh này để trộm cắp đồ thờ cúng. Khi đến thôn Đệ Nhì ở xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, Hoàng phát hiện đình Tây nằm xa khu dân cư, tường bao quanh thấp nên tìm cách đột nhập. Vào trong, Hoàng thấy ở gian ngoài treo hai bức đại tự, hai đuôi câu đối. Trong cung cấm treo một bức đại tự và một bộ bát bửu gồm 10 binh khí làm bằng gỗ đặt xung quanh giếng ngọc. Hoàng chụp ảnh những đồ này gửi cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Vinh Nguyễn Thái Hùng lựa chọn xem đồ nào có thể bán được. Sau khi Hùng đồng ý mua những đồ thờ trên, thỏa thuận xong giá cả, Hoàng đã tháo những đồ thờ trên vận chuyển ra ngoài. Từ Thái Bình, Hùng thuê xe tải và đi cùng đến điểm hẹn tại xã Mỹ Trung, Nam Định để nhận hàng, sau đó vận chuyển về Thái Bình cất giấu tại nhà riêng. Phó Chủ tịch xã Đông Vinh sau đó bán những đồ trên được 25 triệu đồng. Đến ngày 20 tháng 2, người dân thôn Đệ Nhì phát hiện Đình Tây bị mất nhiều đồ và báo công an. Liên quan đến vụ việc, cùng ngày nhận tin báo về việc Đình Tây bị kẻ gian đột nhập, trộm đồ thờ cúng, công an huyện Mỹ Lộc đã triển khai ngay các biện pháp điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Qua điều tra, lực lượng công an xác định các đối tượng đã dùng xe ô tô để vận chuyển đồ trộm cắp. Cạnh đó, công an huyện Mỹ Lộc đã phát hiện chiếc xe tải màu trắng, biển kiểm soát tỉnh Thái Bình, di chuyển từ quốc lộ 10 huyện Mỹ Lộc đi qua cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình vào sáng sớm ngày 19 tháng 2, có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tiếp tục giả soát xác định được đối tượng trộm cắp là Nguyễn Ngọc Hoàng và Nguyễn Thái Hùng. Ngay sau đó, Công an huyện Mỹ Lộc phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình truy bắt hai đối tượng, thu giữ toàn bộ vật chứng. Tại cơ quan công an, Hoàng và Hùng đã thừa nhận hành vi trộm cắp. Ngoài ra, Hoàng và Hùng còn thừa nhận đã thực hiện 3 vụ trộm đồ thờ cúng khác tại các đình, chùa thuộc hai tỉnh Nam Định và Thái Bình. Công an huyện Mỹ Lộc đã truy tìm thu giữ được toàn bộ số vật chứng này. Ngoài những tang vật đã điều tra làm rõ, lực lượng chức năng đang xác minh nguồn gốc của một số đồ thờ cúng mà hai đối tượng này đã trộm cắp, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngày 23 tháng 2, công an huyện Mỹ Lộc đã trao trả cho Đình Tây toàn bộ vật chứng đã bị Hoàng và Hùng trộm cắp. Ông Cầm báo Huyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn Phò Mã hay Tuấn 36, sinh năm 1984, người vừa bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ về hành vi đánh bạc là công dân của thị trấn. Lãnh đạo thị trấn Thường Xuân thông tin, vợ chồng Tuấn có đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, thị trấn Thường Xuân. Sau khi kết hôn với một người phụ nữ ở thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, vợ chồng Tuấn không thường xuyên ở địa phương. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thường Xuân, Hoàng Đình Tuấn từng có tiền án về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Sau khi chấp hành án phạt tù xong, Tuấn cùng vợ sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Về cái tên Tuấn Phỏ Mã, chính quyền địa phương cũng chỉ nghe thông tin trên mạng xã hội, chứ thực tế Hoàng Đình Tuấn có bố mẹ làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ quê, còn bố mẹ vợ cũng là công dân lao động bình thường, chứ không phải cán bộ lãnh đạo. Trước đó, ngày 6 tháng 2, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn Phỏ Mã hay Tuấn 36, sinh năm 1984, trú tại tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi đánh bạc. Theo Công an huyện Yên Phong, Tuấn được xác định đánh bạc dưới hình thức cá độ bi đà tại một quán trên địa bàn thị trấn Trờ, huyện Yên Phong. Hiện cơ quan điều tra mới tạm giữ nghi phạm và đang củng cố hồ sơ chứng cứ để khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Tuấn. Được biết, Tuấn phò mã nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube. Người này chuyên quay các video cách né cảnh sát giao thông một cách êm đẹp và giải thích về luật giao thông đường bộ. Thậm chí khi người đàn ông này có mặt, nhiều tổ đội cảnh sát giao thông ngay lập tức bỏ qua vi phạm. Điển hình như trong một video đăng ngày 1 tháng 11 năm 2023, Tuấn Phò Mã quay lại hình ảnh một người phụ nữ dừng xe máy trên vỉa hè, chạy đến nói chuyện với một cán bộ mặc sắc phục của cảnh sát giao thông đứng ở bốt, rồi nhanh chóng quay lại dắt xe máy rời đi. Cùng lúc này, một người đàn ông được cho là Tuấn Phò Mã ngồi trong xe ô tô chạy xe tới, nói vọng ra. Anh em thấy không? Đấy, em ra đi luôn. Sướng, chị cứ tưởng là được đi luôn đấy nha. Rất chi là may đấy nha. Sau đó, người đàn ông này hạ kính ô tô, nói với người phụ nữ, nhớ về cảm ơn em nhé, cứ về tìm Tuấn Phò Mã 36 là biết, người phụ nữ này gật đầu rồi chạy xe đi. Hiện kênh TikTok của Tuấn Phò Mã có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi. Các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, còn có nội dung bán máy cạo dâu thu hút sự chú ý của hàng trăm ngàn người xem.